Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình thân yêu chúng ta trong cái bản tin của buổi tối hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình mình buổi tối vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Buổi tối hôm nay thì Long lại gửi đến cho quý vị bản tin rất là đặc biệt. Bản tin này quý vị nghe, quý vị sẽ hài lòng nghe. Thì bây giờ trước khi vào nội dung chính thì Long cũng xin thông báo lại cho quý vị cái ngày hôm nay là ngày ra tòa xét xử của chị Nimaco tại Malaysia. Thì buổi sáng thì ra tòa xong thì khi chị Nimaco đã từ chối, ngoan cáo từ chối cái tội thứ 5. 4 tội Nimaco đã nhận, còn tội thứ 5 thì Nimaco từ chối. Thì chính vì lẽ đó thì Nimaco được tiếp tục đưa về trại giam và giam thêm 2 tuần lễ nữa, rồi tiếp tục điều tra làm rõ, và sau đó sau 2 tuần sẽ tiếp tục ra tòa tiếp. Thì đó là một cái thông tin mà chính xác. Và hơn thế nữa thì thưa với quý vị rằng là chị Nimaco hiện nay thì đã coi như vướng vào trong 5 cái tội đó, còn một cái tội cuối cùng là cái tội chị chưa chịu nhận. Thì bây giờ thưa với quý vị, quan trọng là cái chuyện, rất là nhiều chuyện, nhưng mà quan trọng là cái chuyện mà chị nhận hay không, đó là quyền của chị. Nhưng mà mấy anh CA của cái như rằng là Malaysia, anh đã có đầy đủ chứng cứ và nhiều người đã cung cấp cái nguồn tin và chứng cứ cho phía bên mấy anh CA rồi. Thì bây giờ không còn gì để mà từ chối nữa. Rồi thì bây giờ tiếp tục cái phần tin chính trong buổi tối hôm nay. Thì thưa với quý vị có biết ngày này là ngày gì không ạ? Ngày hôm nay đó là chính xác là ngày, đây quý vị, đây là ngày, có nghĩa rằng là ngày định mệnh của chị Nimaco, đó là ngày sinh nhật của chị. Ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của chị, quý vị nha. Ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của chị. Đây, đây là ngày sinh nhật của chị. Và có nhiều cái như bò con đang chúc mừng chị. Và đây là cái con chuột cống đưa lên. Quý vị thấy không? Đưa chuột cống lên, chuột cống đưa lên. Và thưa với quý vị rằng là chuột cống đưa lên với cái nội dung như thế này. Đó, quý vị thấy chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Đó, chuột cống đưa lên: sinh nhật vui vẻ nha chị yêu. Chà, hôm nay là sinh nhật vui vẻ nha chị yêu. Sinh nhật vui vẻ, nhưng mà cũng là cái ngày định mệnh để là đưa Nimaco ra phiên tòa xét xử. Đó, quý vị thấy không? Rồi, thì quý vị nghĩ như thế nào? Rồi tiếp tục các con bò con, con ngé con vào bình luận, quý vị thấy không? Thấy bình luận không? Đó, thì ở đây nè, để Long đọc cho quý vị nghe, chứ còn dòm như vậy thì không thấy. Chúc chị Nimaco sinh nhật vui vẻ, luôn thành công. Bây giờ thành công rực rỡ rồi. Bây giờ là thành công rực rỡ rồi đó, chứ cần gì chút nữa. Rồi, rồi có một bạn khác: thương em quá hà. Rồi, cái bạn nữa: Happy Junior chị Nimaco của em. Rồi bây giờ thêm một người này: sinh nhật vui vẻ nhé chị Nimaco xinh đẹp. Trời ơi, xinh đẹp quá ha, vui vẻ. Đúng rồi, sinh nhật vui vẻ. Rồi, rồi đây cái nữa quý vị nè. Đây, ôm cái coi nha. Đó, nhiều bình luận lắm quý vị, nhiều bình luận lắm. Rồi, rồi có một cái nick này: ôm Nimaco một cái, bình an trên mọi mặt trận nha con. Cha, cái cô nào, cô này không biết rằng là cô Hạnh nào đây mà để là bình an trên mọi mặt trận nha con. Bình an dữ lắm. Mặt trận gì? Mặt trận đi cướp giật có tổ chức đúng không? Chứ bình an gì trên này đó. Nói như vậy là đúng rồi đó. Rồi không bình an, làm sao không bình an? Bây giờ vô trong đó là có 4 bức tường cứng ngắc rồi, cửa khoen cài chốt đóng rồi, rồi có mấy anh coi như xe anh đứng anh canh anh giữ mình, ăn anh cũng cho ăn, muốn ăn roi anh cho ăn roi, rồi muốn ăn bánh mì khô anh cho ăn bánh mì khô, thì có gì đâu mà không bình an, đúng không? Bình an trên mọi, chúc con, ôm con một cái, chúc con bình an trên mọi mặt trận nha con. Đúng rồi, bây giờ là vô cùng bình an luôn. Bình an. Rồi, rồi thêm cái nữa nè. Rồi, chúc mừng chị Nimaco sinh nhật vui vẻ và luôn luôn bình an trong cuộc sống hiện tại. Đó, đó quý vị thấy không? Đó, quý vị này, Long đâu, Long không có nói thêm nha. Tánh Long là không bao giờ nói thêm, quý vị xem đi. Đọc chữ đi, Long có nói đúng hay Long nói sai. Hoàn toàn không. Đó,
không có bao giờ nói, Long không nói thêm nó bớt vậy. Đây là những cái, đây là những cái lời chúc mừng sinh nhật nè, quý vị đọc thấy đúng không? Đó, đó, chúc mừng Hanimako sinh nhật vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống hiện tại. À đúng rồi, hiện cuộc sống hiện tại bình an dữ lắm. Trời ơi, bức tường đá xây kiên cố, có song sắt đồ vững vàng lắm, làm gì có chuyện gì đó không bình an, ở trong đó là quá bình an luôn rồi đó. Trong cuộc sống hiện tại hiện bây giờ là quá bình an rồi đúng không? Rồi thì quý vị nghĩ như thế nào trong cái câu chuyện này? Tại sao mà lại đến ngày hôm nay á, đến ngày hôm nay là ngày sinh nhật, công nhận cái phiên tòa này người ta chọn cái ngày này nó cũng giá trị thật ha. Nó cũng trùng hợp ghê gớm ha. Cha, mấy năm trước cái ngày này á thì gần gần gộ gộ, nhưng mà năm này á thì cũng gộ gộ gần gần, là gộ gộ gần gần. Ví dụ mà bên Nga khắc khử ở bên kia đó, ở bên Malaysia đó. Bởi tôi nói thật với quý vị, trong cái câu chuyện này á, mình phải nói rằng là tôi không bao giờ, tánh tôi thì tôi không có ghim gút ai và cũng không để bụng ai và cũng không có bao giờ mà ghét dơ thù oán ai. Nhưng mà với cái con này là một cái con mà gọi rằng là nó qua mặt các cô chú ông bà anh chị em, những người lớn tuổi mà nó dẫn dắt hơn một năm mấy trời, cái điều này không ai chấp nhận và cũng không ai có thể mà bỏ qua cho nó được. Mà cái điều đáng trách hơn là cái con vô ơn này nó rước voi về dặm mã tổ, quý vị hiểu không? Đó, ông bà mình thường nói rước voi về dặm mã tổ, thành ra ruột thịt hay là dòng họ hay là những người ơn của nó bỏ qua bên, mà nó đã đem cái con voi này về để mà nó phục tùng con voi này rồi thế này thế kia, để bây giờ thì gia đình tan nát. Quý vị thấy có đau lòng không? Đó, thì chính vì cái lẽ đó, cái ngày hôm nay là ngày sinh nhật của chị Nimako, nhiều người chúc tụng. Thì bên kia người ta cũng mở ra một cái buổi tiệc rất là long trọng, đúng không? Người ta mở ra một buổi tiệc long trọng buổi sáng hôm nay, và người ta họ đã luận tội, và trong khi đó là có 5 tội danh. Và cái tội thứ 6, có tội thứ 6 nữa, nhưng mà tội thứ 6 là chưa có nhận. Bây giờ Long liệt kê lại quý vị nè. Thứ nhất là nhập cư trái phép. Thứ hai là chân gà, chân dắt gà đó. Rồi cái thứ ba là coi như rằng là ăn cướp giật có tổ chức. Cái thứ tư là rửa tiền. Cái thứ năm là mua đường bay. Cái thứ sáu là nghi vấn là mua hương đem về bên kia bán phấn. Mua hương tại Việt Nam đem qua bên Malaysia bán phấn. Là 6 tội này. Thì quý vị nghĩ đi, bây giờ sao? Có còn cái gì để chối cãi nữa hay không? Đó, không thể chối cãi được. Nói thật với quý vị là vậy. Thành ra bây giờ nói với quý vị nghe rằng là trong cái câu chuyện này không những là như thế, mà nó sẽ còn bao nhiêu cái hệ lụy kéo theo ở phía sau lưng. Nguyên một chỉ con tàu, nó chỉ có một cái đầu tàu, nhưng mà nó kéo theo rất là nhiều gông. Thì khi Nimako đã vào đây rồi, xạo khám rồi, thì chắc chắn rằng là Nimako sẽ dắt theo nhiều em. Và những người đó, để Long kiểm chứng lại cái tin tức cho đàng hoàng, rồi Long sẽ cung cấp cho quý vị. Và Long được những người bạn của Long ở tại Malaysia gửi thông tin cho Long. Từ sáng đến giờ quý vị thấy không, là Long đã nói rồi, tất cả những gì Long cập nhật từ ở bên Malaysia gửi về cho Long. Thì chờ Long thêm một ngày mai nữa đi, chắc có lẽ chiều mai là Long sẽ có những cái thông tin những người nào liên quan trong cái ví dụ này, và liên quan trong cái đường dây chuyển tiền thì chắc có lẽ quý vị sẽ biết rồi. Đây thì quý vị sẽ thấy. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, hồi xưa nói chuyện mà Nimako thế này thế kia thì chưa có ai tin, thậm chí Hồ Tiền đứng lên nói cũng không ai tin, rồi nhiều người nói cũng không ai tin, rồi sau đó bây giờ là quý vị biết rằng là kể cả tất cả các anh em ở đây nói, có nhiều người cũng chưa tin. Nhưng mà đến bây giờ rồi quý vị, khi Nimako bị bắt rồi, tại sân bay Malaysia rồi, đưa tin, chúng tôi đưa tin cũng có nhiều người không tin, là vì những người đó là họ cổ xuyến, họ quá mê muội, họ vẫn còn ủng hộ
cái đám bò con đó với bò mẹ đó, thành ra người ta cũng không tin. Nhưng mà đến giờ phút này nè, giờ phút này đã ra tòa xét xử rồi mà vẫn còn một số mê muội không tin. Số đĩa đó người ta họ mê muội quá, họ bám trong cái gì đó họ không biết, mà cuối cùng họ vẫn mê muội, họ không tin. Nhưng mà bây giờ nó dù muốn dù không thì nó khoảng 90% là người ta tin rồi, chỉ còn có 10% là những con người đó là con người cứ như bất chấp, đeo bám bất chấp, chủ yếu kiếm tiền thôi, thành ra là họ không tin. Nhưng mà rồi đây họ sẽ tin, rồi đây ở Việt Nam chúng ta rồi họ sẽ tin những ai liên quan và những ai sẽ bị coi như rằng là gọi tên, thì người đó chính xác mà lên mà trình diện rồi đó, thì lúc đó thì quý vị sẽ biết. Rồi thì thôi, đến đây Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình đã quan tâm theo dõi. Chúc đại gia đình mình buổi tối vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào.